chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Gem, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Xin kính chào trở lại cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today với Thay Lê Diệp và Anh Dũng trong ngày hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 11 2022. Trước hết thì vẫn là một lời cầu chúc tốt đẹp nhất dành cho ngày thứ năm trong tuần, chúng ta vẫn có đầy đủ sức khỏe, thưa quý vị. Xin kính chào Thay Lê. Xin kính chào Anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay ô tối qua Dũng có ngủ ngon không? Trời rất lạnh. Ngon, trời rất lạnh. Và tối qua là có thể là cái ngày lạnh nhất từ hôm nọ mấy tháng nay, phải không ạ? Từ cái mùa bắt đầu mùa lạnh này. À, tôi ngủ rất là ngon. Mà dù là không, dù là không để tôi kể cái chuyện nghe này. Mỗi buổi sáng tôi đi làm đó, thường tôi hay đi, tôi gặp ở trên đường, trên cái đường đi làm đó, ít nhất là hai người homeless. Mà một người tôi nghĩ là người Việt Nam, lúc nào cũng theo kéo theo một chiếc xe mà trên đó chất đầy nhiều thứ lắm. Thì trời mưa cũng thấy ông ở đó, trời nắng, trời nóng cũng thấy ở đó. Thì tôi cứ nghĩ không biết rồi buổi tối mà mưa thì họ ngủ ở đâu, tại vì họ cứ ban buổi sáng thì họ kéo cái xe đó đi dọc theo cái lề đường đó, còn không biết là buổi tối thì họ ngủ ở đâu không biết. Tại đó là mình thấy cái tình cảnh đó của những người homeless, nhất là trong cái lúc này chuyển qua nóng và chuyển qua lạnh đó, thì chắc có lẽ là rất là vất vả. Nhưng mà theo cái lời kêu gọi của các vị dân cử đó thì chúng ta cũng không nên có giúp đỡ những người homeless nhiều, phải không? Tại vì là nếu mà mình giúp đỡ vậy thì cái lượng người homeless mà đổ về khu vực người Việt của chúng ta trong thời gian vừa qua rất là đông. Thành ra nó làm cho khó khăn hơn cho cái việc mà có thể ổn định cái đời sống cho họ. Là vì chính phủ có những cái trung tâm để mà họ vào tạm trú, mà nhiều người homeless họ không có chịu theo các cái quy định trong đó, mà họ không có chịu ở trong đó, đúng không? Tại vì ở trong những cái trung tâm mà gọi là tạm trú qua đêm đó thì nó ấm áp hơn. Cũng có thực phẩm, cũng có phòng vệ sinh để mà cho những người này sử dụng. Tuy nhiên đi vô trong những cái đó thì nó cũng phải có cái nội quy. Ví dụ như là sau một cái thời gian nào đó, ví dụ sau 10 giờ, sau 11 giờ thì nếu mà không về kịp cái chỗ đó đó thì họ sẽ không cho vô nữa. Và thứ hai nữa rằng là đối với một số cái trung tâm này thì họ cũng yêu cầu rằng là thử nước tiểu để mà coi là cái người đó có dùng xì ke ma túy hay không. Nếu mà dùng đó thì họ không có muốn chứa những cái thành phần homeless như vậy. Cho nên là ở trong những cái trung tâm đó thì nó thoải mái đó, nhưng mà nó cũng sẽ bị ràng buộc bởi một số các nội quy. Cho nên vì một số người họ cũng không có muốn ở, họ thà rằng là lạc thang ngoài đường, đẩy cái xe đi chợ, rồi họ trải một cái mền lên trên cái lề đường bằng xi măng đó, rồi họ ngủ qua đêm cho nó xong chuyện. Thành ra ngày nào mà tôi đi ngang đi làm mà tôi không thấy thì tôi cũng nghĩ không biết là hồi hôm ở đâu mà sao bữa nay không thấy ở trên đó. Thấy cũng rất là tội, nhất là cái mùa lạnh tới nơi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin phép mở đầu cho bản tin ngày hôm nay trước hết liên quan đến việc là tình báo Hoa Kỳ đã cho thấy rằng đã có một số các cái thông tin là Bắc Hàn đang bí mật cung cấp cho quân đội Nga một số lượng đáng kể các đạn pháo dành cho cuộc chiến của họ diễn ra tại Ukraine. Phát ngôn viên Bộ An ninh Quốc gia thuộc Tòa Bạch Ốc, ông John Kirby đã cho biết như vậy vào ngày hôm qua thứ Tư. Ông John Kirby nói trong một cuộc họp ngắn là Bắc Hàn đang cố gắng để che giấu các lô hàng bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia trung gian ở Trung Đông và Bắc Phi. Ông John Kirby nói là các dấu hiệu của chúng tôi cho thấy là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang bí mật cung cấp các loại vũ khí này. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi để xem liệu các lô hàng này có được gửi đến đâu không, hoặc là có được nhận hay không, ông Kirby đã nói. Đồng thời ông cũng nói thêm rằng Washington sẽ tham vấn với Liên Hiệp Quốc về các vấn đề trách nhiệm đối với các lô hàng này. Nếu đúng nó là chủ là từ Bắc Hàn thì Hoa Kỳ sẽ có các cái biện pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Ned Price trong một cuộc họp báo thường kỳ cũng cho rằng những biện pháp trừng phạt là một trong các lựa chọn, như trong trường hợp Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Ông nói rằng giống như chúng tôi đang sử dụng tất cả mọi công cụ và phương tiện có sẵn và sẽ sử dụng tất cả mọi thứ để chống lại việc Iran cung cấp vũ khí cho quân đội Nga. Và chúng tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy khi nói đến việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump
đã đệ đơn ở tại tiểu bang Florida nhằm ngăn chặn Bộ trưởng Tư pháp của New York được tiếp cận với lại những hồ sơ của tập đoàn Trump Organization. Đây là một cái vụ kiện dân sự mà ông Trump đã đưa ra chỉ sau khi mà bên New York cho phép Bộ trưởng Tư pháp của New York có quyền tiếp cận với những hồ sơ trong cái vụ kiện của bà. Nếu quý vị nhớ rằng là độ vài tháng trước đây, Bộ trưởng Tư pháp Letitia James của New York đã đệ đơn kiện dân sự nhắm vào tập đoàn Trump Organization và yêu cầu rằng là tập đoàn này phải bồi thường 250 triệu Mỹ Kim cho những nạn nhân mà đã bị cái mà bà gọi rằng là tập đoàn này đã lường gạt trong việc giấy tờ, thuế khóa, v.v. Đây là một trong những cái diễn biến mới nhất liên quan đến sự giằng co pháp lý giữa ông Trump và chính phủ ở New York liên quan đến công ty Trump Organization. Tờ báo Chicago Sun-Times đưa tin vào ngày hôm qua thứ Tư là một người đàn ông đã lên tiếng đe dọa giết ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa Darren Bailey trong một cái tin nhắn để lại trên điện thoại ở tại văn phòng của ứng cử viên này ở tại Springfield. Tôi sẽ lột da Darren Bailey, lột da lúc ông ta còn sống và bảo đảm rằng ông ta lúc mà ông ta còn vẫn còn đang còn sống, và tôi sẽ nuôi gia đình của ông ta vì ông ta đã đau đớn và hét lên trong những cái lời nói mà rất là kỳ thị. Cái vấn đề phân biệt chủng tộc là cái điều mà cái người đe dọa này đã đề cập đến và nói rằng ứng cử viên Darren Bailey là một người chuyên ủng hộ cho các chủ thuyết thượng tôn da trắng, do đó nó đã dẫn đến cái việc này. Hiện nay thì các công tố viên ở tại Lenox đã nói trong cái tin nhắn này để lại trên điện thoại. Chủ tọa phiên tòa quận Cook đã cấm Lenox tương tác với Bailey hoặc là gia đình của ông ta và ra lệnh cho ông ta phải đeo một cái thiết bị giám sát điện tử để biết được cái đường di chuyển của ông Lenox này. Ông ta bị cáo buộc đã gửi thư tin nhắn bạo lực sau một cuộc thảo luận chính trị sôi nổi ở trong một cái quán bar giữa những người bạn của ông ấy và sau khi các quảng cáo chính trị của ứng cử viên Bailey Trussell đã được phát sóng. Người đàn ông 21 tuổi này được cho là đã nói rằng ông ta cảm thấy không có mấy mặn nồng lắm đối với đối thủ đảng Dân Chủ của ông Bailey. Thống đốc đương nhiệm của Illinois là J.B. Pritzker, tức là đối với các vị dân cử đó, thì cái người đàn ông này không có thỏa mãn, không có hài lòng với bất kỳ người nào và có lẽ lúc nào cũng mang ở trong đầu một cái tư tưởng là chống đối. Người ta đã ghi nhận rằng sau cái vụ mà chồng của bà Nancy Pelosi ở San Francisco bị tấn công vào tuần trước đó, thì hiện nay người ta thấy nhiều nhà lãnh đạo chính trị bao gồm cả đương kim thống đốc ở tại tiểu bang này cũng đã sử dụng cơ hội này để lên án bạo lực chính trị dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng mà nó lại xảy ra một lần nữa với một ứng cử viên thuộc bên đảng Cộng Hòa. Có nghĩa là cái vấn đề bạo lực chính trị trong giai đoạn này đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Thưa quý vị, ngũ giác đài đã bắt giữ một người đàn ông lái xe vượt trạm kiểm soát và đe dọa giết người. Một người đàn ông có coi như là quốc tịch Ethiopia đã bị bắt bên ngoài ngũ giác đài vào tuần trước sau khi ông này đã lái xe vượt qua một trạm kiểm soát an ninh và sau đó nói: "Tôi ghét nước Mỹ và tôi đang cố giết người", khi mà ông này đã bị bắt giữ theo một bản lời khai được nộp cho tòa án liên bang cũng vào tuần trước. Nhân vật này có tên là Tamarit Yalowood, 36 tuổi, bị buộc tội sử dụng một chiếc xe làm vũ khí để mà đe dọa cũng như là chống lại và cản trở các cảnh sát liên bang trong khi thực hiện nhiệm vụ. Các sĩ quan của sở cảnh sát của ngũ giác đài đã cố gắng tạo một hàng rào thứ hai chặn chiếc xe lại, nhưng ông ta cũng đã di chuyển quá nhanh và lái vượt qua hàng rào trước khi nó kịp nâng lên. Khi mà một sĩ quan của Bộ Quốc phòng cố gắng để mà ngăn chặn ông này, nói chung là ông này đã bị bắt vào tuần trước, thưa quý vị. Một công ty tư nhân hiện nay đang đưa ra một số các cái đề án để có thể làm sao làm sạch sẽ dòng nước của sông Hằng ở tại Ấn Độ. Theo như cái bản tin cho thấy rằng công ty này đang cố gắng đưa ra các cái vấn đề dự án làm sao họ có thể giải quyết được cái làm cho sạch môi trường
ở dọc theo lưu vực của sông Hàn, một dòng sông được xem là linh thiêng nhất của Ấn Độ, nơi mà người ta ghi nhận là mỗi ngày từ buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều, nhiều người đã đổ ra, chưa kể đến những cái ngày lễ lớn đó, người dân đã đổ ra đây rất là đông để cầu nguyện và làm đủ thứ các thủ tục, kể cả là những nơi người ta cũng chứng kiến rằng những xác chết được đốt bên cạnh bờ sông và sau đó được đẩy xuống dưới dòng sông này. Dòng sông này nó cung cấp nước cho khoảng 400 triệu người dân sinh sống ở chung quanh lưu vực của nó. Và với những cái việc làm này thì trong thời gian qua đó, cái việc mà dòng sông bị ô nhiễm là một cái vấn nạn lớn của Ấn Độ. Nhiều năm qua thì chính quyền cũng như là các tổ chức tư nhân cũng đã cố gắng đưa ra nhiều đề án khác nhau làm sao để có thể giải quyết cái tình trạng ô nhiễm này. Trong cái dự án này của công ty mà họ đưa ra, công ty Varanasi, thì họ đề ra là cái việc mà làm sạch dòng sông là một việc đã khó, tuy nhiên trước mắt làm sao để giải quyết cái vấn đề là ở các cái chùa dọc theo bờ sông này, mỗi ngày họ thải ra hàng tấn, mấy trăm tấn hoa quý vị đang thấy trên màn hình, và những cái bông hoa này nó trôi dạt theo và sau đó thì nó thối rữa và nó tạo ra một cái sự ô nhiễm vô cùng trầm trọng cho dòng sông. Bây giờ thì công ty này họ đưa đề ra các đề án là họ sẽ thu dọn những cái hoa này và họ đến tận những cái ngôi chùa nằm ở chung quanh dọc theo bờ sông, họ thu nhặt những cái hoa này và họ giải quyết nó hoặc là tạo thành phân bón trước khi mà những ngôi chùa hoặc là những gia đình tư nhân đổ những cái loại hoa này xuống dưới dòng sông. Thì đây là một trong những cái phương án mà họ nghĩ rằng họ có thể làm sạch được dòng sông Hằng, một dòng sông linh thiêng của Ấn Độ, nơi mà tất cả các thủ tục người sống, người chết đều được diễn ra ở dọc theo hai bên bờ sông này. Thưa quý vị, kế đến là một tin tức rất là ngộ nghĩnh. Hai sứ ngôn viên gốc da đen ở tại tiểu bang Arizona vừa mới được tòa án cho phép họ sở hữu một cái loại mà giống như là một cái loại mà phát ngôn có tên là White Lives Matter. Chắc quý vị cũng nghe đến cái từ bằng tiếng Anh là Black Lives Matter rồi trong mùa hè của năm ngoái. Nhưng bây giờ tự nhiên hai cái người này lại được sở hữu cái trademark đó, là nó giống như là một cái trademark tiếng Việt Nam gọi là cái gì, là được bán độc quyền sử dụng cái trademark này, cái sản phẩm đó của mình, cái sản phẩm đó. Sản phẩm đó. Và vì tại sao mà cái này nó là một bản tin? Tại vì nếu quý vị nhớ rằng là trong thời gian qua nam tài tử rapper Kanye West cũng thường xuyên hay đi bán những cái loại áo thun có tên rằng là mà ông in trên cái áo thun của ông, cái dòng chữ là White Lives Matter, xin tạm dịch rằng là mạng sống của người da trắng cũng cũng quan trọng. Thì bây giờ với cái việc như vậy, nếu mà Kanye West muốn tiếp tục bán cái loại áo thun có cái dòng chữ này thì ông phải trả một gọi là cái tiền royalty hay là một cái tiền phần lời đó cho hai cái người sứ ngôn viên người da đen ở tại Arizona, khi mà bây giờ họ được quyền trademark cái hàng chữ gọi là White Lives Matter. Tức là ông Kanye West này, ông muốn bán các cái áo thun có in cái dòng chữ White Lives Matter phải không ạ? Tuy nhiên là cái này là do hai sứ ngôn viên này đã kể như là đã ghi danh và lấy môn bài được độc quyền cái dòng chữ đó, cho nên là đang gặp cái rắc rối thì không thể nào mà có thể sử dụng cái logo này để mà in trên áo thun. Sau qua tình hình ở tại Ukraine, thưa quý vị, một số các vùng rộng lớn ở thủ đô Kiev của Ukraine đã mất đi khả năng là có thể có được những nguồn nước sạch, và bên cạnh đó là một số các khu vực cũng đã bị cúp điện liên tục là vì những cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng của thành phố này vào sáng đầu tuần này, ngày thứ hai. Hiện tại, do thiệt hại đối với các cơ sở năng lượng gần Kiev, 80% những người tiêu dùng của thủ đô vẫn không có nguồn cung cấp nước. Đó là lời tuyên bố của thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko đã thông báo ở trên tài khoản Telegram của mình. Hiện nay thì tất cả các chuyên gia kỹ thuật đang cố gắng làm việc để có thể khôi phục hoạt động của các trạm cấp nước càng sớm càng tốt, ông nói, đồng thời khuyên người dân nên tích trữ nước từ các máy bơm và các cửa hàng còn đó. Tuy nhiên, một cái vấn nạn to lớn khác đó là việc một số các bệnh viện lớn ở tại Kiev hiện nay không có đủ nước sạch để chăm sóc cho các bệnh nhân. Đây là một vấn đề. Thậm chí ở trong bản tin người ta còn nói rằng một số các cái dụng cụ y tế không được khử trùng một cách đúng cách và người ta đã phải tạm sử dụng nó là vì nó không có nước sạch
để mà có thể làm những cái việc rửa sạch cho các cái dụng cụ này. Đó là một cái điều mà hiện nay người ta lo lắng. Thị trưởng Klitschko của Kiev cho biết thêm là các sư điện, các kỹ sư điện hiện nay cũng cố gắng làm việc để có thể khôi phục lại nguồn điện cho khoảng 350 ngôi nhà tại thủ đô Kiev. Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào Kiev và các thành phố khác lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương. Họ đã bắn vào các khu vực này tổng cộng khoảng 50 hỏa tiễn hành trình. Thủ tướng Ukraine ông Denis Shymhal cũng viết về những cuộc tấn công của Nga. Ông nói, hỏa tiễn và máy bay không người lái của quân đội Nga đã đánh trúng vào 10 khu vực và đã gây thiệt hại cho khoảng 18 cơ sở và hầu hết đều liên quan đến các vấn đề năng lượng, kể cả các cơ sở sản xuất nước sạch, lọc nước và những nhà máy điện. Không quân Ukraine đã bắn hạ khoảng 44 hỏa tiễn hành trình của quân xâm lược Nga. Tư lệnh không quân của Ukraine đã chính thức thông báo như vậy. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine là ông Dmytro Kuleba đã viết một loạt các hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở tại thủ đô Kiev. Thay vì chiến đấu trên chiến trường, hiện nay quân đội Nga có vẻ chuyển phần chiến đấu của họ đối với dân thường. Và Nga làm điều này vì họ vẫn có hỏa tiễn và ý chí giết người Ukraine. Đó là lời tuyên bố của ông Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine. Thưa kế tiếp là tin liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vừa mới được xảy ra ở tại Brazil. Những ủng hộ viên của đương kim tổng thống Jair Bolsonaro vẫn tiếp tục biểu tình và kêu gọi biểu tình khi mà họ đứng ra để mà có những cái cuộc xuống đường ở trước căn cứ tổng hành dinh của lục quân Brazil ở thành phố São Paulo. Đoạn video này không có tiếng nhưng quý vị đang thấy đây là những người ủng hộ cho ông Bolsonaro đứng ở ngoài cái văn phòng trụ sở chính của quân đội Brazil kêu gọi biểu tình vào ngày thứ tư sau khi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày chủ nhật vừa qua cho thấy rằng là ông Bolsonaro đã thất cử trước tay của ứng cử viên cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva trong một cuộc bầu cử mà nó rất là suýt sao. Sau qua bản tin về cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, thưa quý vị, thì trong những ngày vừa qua chúng ta đã chứng kiến là cựu tổng thống Barack Obama cũng đã đi nhiều tiểu bang để vận động cho các ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ. Ngày hôm qua thì ông cũng đã xuất hiện ở tại Phoenix của tiểu bang Arizona. Cựu tổng thống Barack Obama đã đến thành phố này vào ngày thứ Tư 2 tháng 11 hôm qua, vận động cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ đang tranh cử vào một số các chức vụ hàng đầu của tiểu bang này. Và chuyến thăm của ông đã diễn ra chưa đầy một tuần trước ngày bầu cử. Và khi mà các cuộc thăm dò tiếp tục cho thấy những cuộc đua xích sao giữa các lá phiếu. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Mark Kelly và ứng cử viên đảng Dân Chủ Katie Hobbs đang tham gia cùng với cựu tổng thống Obama trên sân khấu khi đám đông đã cùng nhau tập trung tại trường trung học Cesar Chavez ở phía tây nam thành phố Phoenix. Tổng thống Obama đã kết thúc bài phát biểu dài khoảng 55 phút của mình tại phòng tập thể dục của trường trung học này vào lúc khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua với một thông điệp đơn giản: tốt hơn hết là chúng ta tiếp tục chiến đấu. Bài phát biểu của cựu tổng thống Obama đã chứa đầy những lời châm chọc vào những người Cộng hòa luôn tuân theo những lời nói dối trong cuộc bầu cử của cựu tổng thống Donald Trump, nhưng nó cũng giúp tiếp thêm sức mạnh cho những cử tri đứng phía sau các ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ngày 8 tháng 11 tới đây. Thông điệp của Tổng thống Obama và của các ứng cử viên đã nói trước ông cho thấy cuộc bầu cử này là rất quan trọng để có thể bảo tồn quyền bầu cử và quyền phá thai và cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Quý vị thấy cái phong cách của cựu Tổng thống Obama ông đã diễn tả một cách rất là mạnh mẽ những cái điều mà theo những nhận định đã thu hút cho cử tọa rất là nhiều. Bên cạnh đó thì ông cũng nhấn mạnh đến một cái điểm khác. Ông nói, khi mà ông Donald Trump giành chiến thắng, tôi đã thức đến 3 giờ sáng để có thể gọi điện chúc mừng. Và tôi đã làm như vậy. Tôi tin vào cái sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Và tôi đã hiện diện để ngồi trong lễ nhậm chức của ông ấy. Và chúng tôi cũng đã bày tỏ cái sự hoan nghênh đối với việc tham gia vào tòa bạch ốc của ông ấy. Bởi vì đó là điều mà nước Mỹ phải hướng tới. Chúng ta đã quên điều đó hay sao? Hay là điều đó chỉ áp dụng cho một bên? Quý vị thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó. Đó là những cái điều mà có lẽ là chưa bao giờ người ta thấy cựu tổng thống Obama nói một cách mạnh mẽ về cái người
kế nhiệm của mình trong một vài năm vừa qua. Thì đây có lẽ là những cái lần đầu tiên mà cựu Tổng thống Obama đã tuyên bố như vậy. Thưa quý vị, sang qua tin tức liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, thì theo một số các thông tin tình báo cho biết rằng là các giới chức quân sự của Nga đã từng thương lượng và tranh luận là trong cái trường hợp nào Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử trong cuộc chiến ở tại Ukraine. Những thông tin mới nhất này đã khiến cho các giới chức quân sự cũng như là tình báo của Mỹ bị chia rẽ trong vấn đề rằng là tin hay không tin. Một số các viên chức ở Hoa Kỳ thì đã gia tăng cái sự quan tâm của họ là Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử chiến lược tại mặt trận phía đông của Ukraine. Nhưng một số người khác thì cho rằng là có thể cái việc này nó chưa chắc là nó sẽ xảy ra, tại vì tranh luận hay là thương lượng hay là cân nhắc chỉ là những cái giai đoạn đó thôi, chứ chưa chắc là những người này sẽ sử dụng cái loại vũ khí nguyên tử. Và một số các viên chức bên Mỹ thì cho rằng là nhiều khi những phân tích về những cái cuộc đối thoại giữa các tướng lĩnh của Nga có thể là nó đã bị hiểu lầm, chứ chưa chắc rằng là Vladimir Putin dám sử dụng vũ khí nguyên tử để mà đẩy lùi lại quân đội ở tại Ukraine. Vào ngày thứ ba tuần tới, đúng vào ngày bầu cử tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, ngày 8 tháng 11, thì hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ diễn ra trên nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ. Sẽ có một cái điều gì rất đặc biệt trên bầu trời vào cái ngày thứ ba sắp tới, ngày 8 tháng 11. Hiện tượng là nguyệt thực toàn phần sẽ nhìn thấy ở trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Hiện tượng mà nguyệt thực toàn phần thì thường thường là chúng ta cũng biết rồi, cái điều này đó là khi mà mặt trăng nó chen vào giữa mặt trời và trái đất và nó làm cho cái mặt trăng lúc đó sẽ biến thành màu đỏ. Suốt trong cái chu kỳ của cái đường đi của mặt trăng, nó băng qua quỹ đạo và nó che ánh sáng mặt trời trên trái đất. Vì cái điều này thì người ta nói rằng đây là cái lần nguyệt thực toàn phần cuối cùng sẽ diễn ra trên trái đất cho đến khi năm 2025. Và quý vị nào mà bị nhỡ mà không được xem cái hiện tượng này vào ngày thứ ba tới đây đó, thì phải đợi tới năm 2025 mới có thể thấy lại được cái hiện tượng nguyệt thực này, hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Trong bản tin thì người ta không nói rằng nó sẽ diễn ra từ mấy giờ đến mấy giờ, nhưng mà người ta có nói thêm rằng là tất cả những người nào nghiên cứu về vũ trụ, về các chuyên gia hoặc là những ngành nghề khác mà muốn biết rõ thêm các chi tiết liên quan đến hiện tượng nguyệt thực toàn phần này vào ngày thứ ba sắp tới thì họ có thể tìm thêm các chi tiết ở trên trang mạng của cơ quan NASA Hoa Kỳ. Ở trên đó sẽ có ghi đầy rõ ràng đầy đủ tất cả các cái chi tiết cần thiết để cho những ai muốn nghiên cứu hiện tượng này một cách rõ ràng hơn. Thưa quý vị, cựu thủ tướng của Pakistan, ông Imran Khan, đã bị thương tích trong một cái cuộc mà gọi là tập hợp vào trưa ngày thứ năm, khi mà một người đàn ông đã nổ súng bắn vào cái vị cựu thủ tướng này. Hiện nay thì theo giới chức của đảng cho biết rằng là một viên đạn đã bắn trúng vào chân của ông Imran Khan khi mà ông này đang vận động tranh cử, và ông đã được đưa về tư gia để mà chữa trị. Họ nói rằng là ông Khan, cựu thủ tướng, là mục tiêu của một cái âm mưu ám sát, và ít nhất là cũng đã 4 người khác cũng đã bị thương trong một cái cuộc gọi là vận động tranh cử tại khu vực Gowala của Pakistan. Và bây giờ mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, có lẽ là chưa bao giờ sau khi mà Tổng thống Joe Biden lên tiếp nhận Tòa Bạch Ốc, chúng ta thấy các hoạt động một cách mạnh mẽ của cựu Tổng thống Obama cho bằng như lúc này. Vài tuần vừa qua thì ông đã liên tiếp bay từ địa phương này đến địa phương khác và đã có mặt ở trong nhiều cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên dân chủ để có những cái bài diễn văn, những cái lời diễn thuyết mà theo nhận định là rất hùng hồn để ủng hộ cho các ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ đang ra tranh cử vào các cái chức vụ quan trọng ở nhiều tiểu bang chiến địa.
trong cái ngày hôm qua khi mà ông có mặt ở tại Phoenix, Arizona, cựu tổng thống Barack Obama đã lên tiếng cảnh báo là những người đã từng từ bỏ cuộc bầu cử, tranh cử vào các chức vụ toàn tiểu bang Arizona giành chiến thắng vào tuần tới, thì nền dân chủ của Hoa Kỳ sẽ kể như là gặp rất nhiều điều không tốt. Nếu quý vị nhìn thấy những người đã từng lên tiếng phàn nàn về kết quả của các cuộc bầu cử tại Arizona trước đây, và những người này có thể đắc cử để lên làm thống đốc của bạn, làm thượng nghị sĩ của bạn, làm thư ký tiểu bang của bạn, với tư cách là tổng trưởng lý của bạn, thì nền dân chủ như chúng ta biết có thể sẽ không tồn tại tại Arizona. Quý vị nhìn thấy trong phần trong cái bài diễn văn của mình, đã có đôi lúc ông đã bày tỏ những cái thái độ rất là nóng bỏng, những cái ánh mắt là long lên sòng sọc của cựu tổng thống Barack Obama. Nhưng qua những cái lời phát biểu của mình thì ông đã thu hút cử tọa một cách mạnh mẽ. Ông nói: tất cả những điều tôi nói đây không phải là một sự phóng đại, tất cả đều là các sự thật. Và những cái lời nói mạnh mẽ của ông ấy trong những cái bài diễn văn của mình trong vài ngày qua, nó đã tạo ra một cái luồng sinh khí mới cho đảng Dân Chủ. Trong cái chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị theo dõi phần nhận định và bình luận của Thái Lê Diệp liên quan đến cái sự kiện, sự xuất hiện dồn dập của cựu Tổng thống Obama trong thời gian này có giúp đỡ gì nhiều cho phía Dân Chủ hay không? Cái câu trả lời là có giúp, nhưng mà giúp nhiều hay không đó thì đợi tới tối thứ ba tuần sau thì chúng ta mới biết. Có lẽ câu hỏi thứ hai vậy là cũng vẫn bắt người ta phải xem hồi sau sẽ rõ không? Đúng không? Tại vì giờ ông đi cho đã rồi, thứ ba tuần sau mà đảng Dân Chủ sụp đổ ở tại những tiểu bang chiến địa thì câu trả lời rằng là giúp mà giúp không đủ. Còn tại sao mà ông Obama xuất hiện trở lại, thưa quý vị? Đáng lẽ ra thì nói như vậy chắc là anh Dũng là buồn. Obama xuất hiện trở lại là tại vì Obama vẫn được nhiều người thích hơn là Joe Biden. Quý vị thấy rằng là khi mà hai chính khách này đi ra thuyết trình đó, ông Joe Biden nói chuyện đó, thì khi nào mà tôi muốn ngủ mà ngủ không được đó, thì tôi hay bấm cái bài diễn văn của Biden lên để tôi nghe lắm. Còn khi mà nghe thuyết trình của Obama thì nhiều khi nghe xong mình còn hăng máu ra, mình muốn đi bỏ phiếu ngay lập tức. Lúc đó dù rằng cái thời đó là 7-8 giờ tối. Cho nên vì vậy đảng Dân Chủ mới mời cựu Tổng thống Barack Obama đi tới gọi là thuyết trình tại những nơi như là Nevada, Arizona, Pennsylvania, để mà kêu gọi cử tri, đặc biệt là cử tri giới trẻ, hãy coi như là tích cực đi bỏ phiếu. Tại vì nếu mà thành phần cử tri trẻ tuổi đó, thì là cái độ tuổi mà thì từ 18 cho tới 30 mà không đi bỏ phiếu một cách đông đảo như là những năm mà ông Obama còn tại chức, thì cái nguy cơ mà đảng Dân Chủ thua, mà là thua đậm đó, nó sẽ tăng rất nhiều trong thứ ba của tuần tới. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng Obama mới được cử đi ra. Những năm trước đây chúng ta vẫn còn thấy cái sự hiện diện của cựu tổng thống Bill Clinton, nhưng mà về vấn đề mà gọi là tuổi tác sau này của ông Clinton cũng không có khỏe nữa, thì bây giờ nhìn chung của đảng Dân Chủ chỉ còn một người mà có thể làm được cái vai trò là đại sứ thân thiện đi khắp nơi để mà du thuyết đó, chỉ còn có Obama mà thôi, không còn ai khác nữa để mà giúp cho đảng Dân Chủ có thể gọi là làm cho cử tri trong đảng của mình gọi là lên tinh thần đi bỏ phiếu cho đông, để mà còn hy vọng gỡ gạt được vài cái ghế thượng nghị sĩ liên bang hay là dân biểu liên bang tại những nơi mà họ cần gọi là bảo vệ hay là cần gọi là công kích. Thưa anh, cảm ơn Thầy Lê Diệp rất là nhiều với những cái nhận định vừa nêu, và chắc chắn là tôi cũng sẽ không buồn gì lắm đâu khi mà bạn nói là mọi người thích cựu Tổng thống Obama hơn là ông Tổng thống Joe Biden hiện nay. Điều đó là điều hiển nhiên, mọi người đều thấy như vậy rồi. Mà qua cái sự xuất hiện của cựu Tổng thống Obama thì ít ra các cử tri của Dân Chủ cũng cảm thấy là có một cái nguồn sinh hứng nào đó, cái nguồn sinh lực mới mẻ hơn, và nó tạo cho họ một cái động cơ tốt để mà có thể đi bỏ phiếu. Và hy vọng rằng những người cử tri ở trên toàn quốc có thể được nghe những cái lời hùng biện của cựu Tổng thống Obama trong thời gian này. Cái điều quan trọng là không biết là những cái lời hùng biện này nó có tác động được đến những cái thành phần, những người độc lập không, những người không theo phe phái nào, những người còn chưa quyết định rõ ràng là họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Thì điều đó chúng ta cũng trông chờ rằng những người đó có thể lay chuyển ý kiến qua những cái lời hùng biện của cựu Tổng thống Obama. Cảm ơn phần phân tích của Thái Lê Diệp, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta.
trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Gem soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Khám phá lại sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi bạn có thể chơi theo trực giác, đi đúng nước bài vào đúng lúc và bất ngờ thắng lớn. Nơi đây, bạn luôn là tay bài sáng giá nhất với mọi sự hào hứng và thư giãn bạn kỳ vọng. Nào, hãy vui chơi trở lại và tận hưởng sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Gia Hưng, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, tự hào phát triển thương hiệu Tamon Japan tại Hoa Kỳ. Tamon KA777 Mixing Amplifier mới nhất 2023, tổng công suất 4000W, chống hú cao cấp, âm thanh ngọt ngào, đa dạng kết nối RCA Optical, Bluetooth HDMI ARC, USB Recording, ưu đãi cực sốc Boemly KA777 chỉ 1399 đồng 99 sen, tặng ngay microphone giá trị 550 đồng dành cho khách hàng của Vietface TV. Nhanh tay liên lạc Gia Hưng, điện thoại 407-704-6970. Mẹ ơi, con muốn báo cho mẹ một tin là con vừa có quốc tịch Mỹ. Con sẽ đến văn phòng thẻ xanh để bảo lãnh cho mẹ và hai em. Chồng con cũng từng sử dụng văn phòng này để bảo lãnh con qua Mỹ đó mẹ. Đến văn phòng thẻ xanh, con cảm thấy rất an tâm mẹ à, vì họ rất tốt và có lương tâm. Mỗi hồ sơ bảo lãnh là một món quà ý nghĩa, chứ đừng bao ân tình hiếu đạo mà người phương xa trân quý dành tặng cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em của mình như một lời tri ân sâu sắc. Đối với quý vị ở xa, văn phòng thẻ xanh có hệ thống và công thức mở hồ sơ dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và lệ phí rẻ. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đến cho quý vị ký và quý vị gửi lại. Sau đó chúng tôi sẽ theo dõi và lo hồ sơ cho đến khi đậu, đặc biệt cho trả góp hoặc thiếu. Nếu muốn bảo lãnh thân nhân, hãy gọi 714-766-3345 hoặc tại Việt Nam 0838105466. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng mà được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giáp cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%, và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim, FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.